À, xin chào cả nhà. Bữa nay đi lấy ong cả nhà ơi. Mấy nay đi lấy ong mà không có ong gì hết. Ngày được có 1 tổ 2 tổ mà không có đăng video cả nhà. Giờ cũng đang ngồi lùm chạy nè. Rồi cũng mới vừa gặp được tổ ong luôn á. Rồi chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe nha cả nhà. Trong lùm chạy này, đang ngồi trong lùm chạy này, gặp được tổ ong nè. Ong trong lùm chạy cả nhà ơi. Chưa thấy quá đó, đó. Ổ này cũng nhỏ. Lâu ơi, đi bắt không có bữa nào được trúng hết trơn cả nhà ơi. Chứ có mật không nữa nè. Cuối mùa mà ổ này có mật cả nhà ơi. Ủa cái ổ này. Ủa đóng gì cái cây. Cái này ai cắt rồi hết khúc luôn nè. Mà đóng lại nè. Ờ cái nhóc bây giờ không. Không đóng mà đóng trên cái cây nè. Cây khô nữa chứ. Cũng đẹp mà cả nhà. Nhỏ chứ mà cũng có mặt. Tiên cả nhà ơi, ổ đầu tiên cả nhà ơi. Đã. Bữa nay đi ra được 5-7 tổ gì chắc có video nha mấy gai. Không có ra được cái video nữa chứ. Bắt không có ong gì hết trơn. Đẹp không? Cuối mùa cả nhà ơi. Ít ong mà. Với ong cả này làm như lên cây bớt rồi, không thấy ổ nữa. Rồi ổ đầu tiên đã rồi đi tiếp nha, gặp đây được tổ ong khủng cả nhà ơi. Ổ ong trong bụi da gai nè. Ổ này khó lấy á. Ổ này mật dữ lắm, mật luôn rồi nè. Nè ơi quá trời ơi. Ổ này cây đóng cái kèo bự quá bự rồi chứ sao nữa. Sao cắt nổi cái kèo này nữa, chơi gai nữa cả nhà ơi. Chết rồi sao lấy. Ở này để dọn cả nhà ơi. Dạ. Gai không. Quả. Gai bây dai dai nè. Ồ. Ghê gớm không? Chơi gai nữa nè. Quá xa để dọn cả nhà. Ô mặt quá trời cả nhà ơi. Cuối mùa con nó bự dài quá rồi. Này chắc phải lấy xuống. Sao mà cắt được luôn đó. Nhánh nó bự quá bự. Gai gốc mà nhánh bự này. Kẹo quá trời kẹo rồi. Chứ gai không biết sao cắt luôn. Trời phải có cưa im đâu.
ngon rồi. Thấy chưa, chứ đưa vô sâu lắm cả nhà ơi, chứ không phải sát bên đâu, mình đưa thợ vô á, chứ còn cách khoảng lỗ có bề lớn nè, à, con gang tay à. Lấy đi. Lấy được mặt xuống rồi cả nhà ơi, mệt quá. Đây. Ồ, mặt nào. Im không? Đã thiệt chứ. Quá trời mặt rồi. Im. Tháng này mà được cuối mùa mà được ấu gì vậy? Quá quá đã rồi. Để đi ra cái này. Trời chỉ mưa sao mà nó dữ quá. Chết. Quá trời im mặt. Trắng tươi luôn. Yeah, chết quá rồi. Con gan bà ơi, trời ơi, cho con ra ngoài cái im. Ôi hai ổ cả nhà ơi, đi tiếp cả nhà ơi, ổ này ngổ cả nhà ơi, ổ này cũng nhỏ mà ổ này chắc phải đi lấy xuống mới quay thành quả cả nhà ơi. Để gì không thấy luôn nè, mấy tàu lá nó chen rồi. Lấy được cả nhà. Bể chân. Mặt mẻ chân, mặt thiệt ngon bể chân. Mệt. Đóng vô con dây nè, lộn chết luôn mới xuống nè. Rồi, đi tiếp cả nhà ơi, ba ổ rồi. Một chút này ổ nữa nhà ơi. Trong cái cây kèo bị lớn hết biết nguyên cái chút luôn, anh này chắc leo chọn lấy, leo chọn lấy rồi ra coi hình quả nha. Nè lấy xong rồi, lấy được cái chút tét tét ra từ miếng rồi, lấy được như mặt nè. Chút quá trời cái chút quá. Mệt. Gì đâu mà lấy. Gặp tổ nào lấy cũng mệt mệt không nhỉ. Ngon thiệt ngon luôn. Rồi đi tiếp nhỉ. Dạ. Hết biết uổng cả nhà ơi, thiệt chứ. Cái kèo nè, còn được có nhiêu mặt luôn nè, à, thiệt chứ. Hết biết cái kèo trời uổng ơi, tiếc gì đâu ông ơi, thiệt à, còn xíu mặt à. Buồn thiệt chứ.
sâu luôn à. Chưa ra nhổ cái nhà đi. Nhổ. Dạ. Ôi trời trời trời. Dính, dính nhìn thấy quá. Cái nhà. Rồi đi móc lại luôn. Biết ngọt không nhỉ? Dạ. Trời ơi, có ngọt gì đâu cả nhà ơi. Bỏ. Dạ. Ủa nhà ơi. Mềm quá. Còn này hai ổ cả nhà. Đây ổ nè. Mình xem cái hả. Lấy cả nhà ơi. Ổ này bự hơn. Cả nhà ơi. Cắt lấy ra cái nhà, cầm không được cây đó. Hai cục làm hai ổ nè cả nhà ơi. Này đã không đó. Hai ổ luôn. Quá đã. Sướng à. Nó mặt không? Sao đây? Ở nhà ơi, kìa. Lấy ổ này nữa rồi. Ra review thành quả cái gì nhỉ? Chưa mệt quá. Nó là nó hốc. Ôi ổ này chắc cũng mập ít cả nhà ơi, ổ này nhỏ.
nắng vậy đó, quá nắng rồi. Lấy chỗ này cái ra rừng rừng giả cái về chứ nắng này sợ hết nổi. Đúng mát nè, đứng ngoài nắng không nổi đâu. Mát quá. Mặt cũng ngon hết đã. Đến bây giờ cũng không biết được nhiều tổ, 6-7 tổ, 7-5 tổ gì hết cả nhà ơi. Bữa nay cả nhà ơi, con tàu bự cả nhà ơi, 1, 2, 4, 6, 7, 9 tổ cả nhà ơi. Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà xem video vui, nhiều sức khỏe, nhớ đăng ký ủng hộ kênh Hai Lúa Sóc Trăng nha cả nhà. Hôm bữa có mua mấy cái bẫy chuột á, tính đi đặt thêm, nhưng mà mấy nay bật đặt cũng không có vô nha. Như mới á, mình không có kinh nghiệm đặt á, đặt không có vô chuột. Rồi chào cả nhà.